Em xin kính chào các bác nhé. Hôm nay vẫn là đầu xuân năm mới các bác ạ. Trước tiên thì em cũng xin gửi chúc tới tất cả các bác, anh chị, các cô nhà mình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt ạ. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác một số đơn thân, đăng nụ và hoa các bác nhé. Và những cái tác phẩm VIP của bên em ạ. Em kính mời các bác đón xem và ủng hộ các bác nhé. Mở đầu like của em là một cái lũa tác phẩm đai châu các bác nhé. Đai châu mix màu. Đó, có màu đỏ này, đỏ ớt, sắc pháo này. Rồi là màu cam này, cả nhà mình nhá. Màu cam này, màu bò sữa, màu trắng tím này. Nói chung là mix rất là nhiều màu các bác ạ. Một lũa siêu phẩm VIP. Thì em có lũa này là 7 cây. Và 2 cây là mẹ bồng con các bác ạ. Một cây mẹ bồng con này. Đấy, bên dưới đây một cây mẹ bồng con nữa là 2 ạ. Dạ, em chia sẻ cái tác phẩm này các bác nhá. Bình thường những cái cây cam đơn hoặc là những cây bò sữa như thế này các bác. Này nó hơi bị điểm giá mất một xíu thôi, nhưng phải nói là quá VIP các bác ơi. Đấy, bình thường một cái cây cam đơn nhé, cả mình đây là màu cam này, nó bị tàn, nó đang phai đấy. Đấy, nói chung là rất là nhiều màu, mix màu. Em chia sẻ cái tác phẩm này vừa giá là bằng 2.500.000 các bác ạ. 2.500.000 cho cái mã đai châu VIP tác phẩm nhé. Các bác chốt cho em là VIP tác phẩm các bác ạ. 2.500.000 ạ. Đấy, rồi tiếp đến thì anh hạ cho em cái lũa nhỏ nhỏ bên trong này, treo ở cột này. Đấy, 2.500.000 cho cái tác phẩm đai châu VIP nhé. Rồi để chút nữa em sẽ chia sẻ thêm, em sẽ giới thiệu bác về cái đai châu trước. Đây, đây cái nhỏ nhỏ này, có một cái rể nhỏ này. Đây. Thêm một cái rể nhỏ đấy, đấy. Hạ em cái rể nhỏ đấy. Cái mã này thì bỏ cái đấy đi. Đây, cái rể nhỏ này thì em chia sẻ các bác này, các bác chốt cho em là cái mã này là M1 này. M1 đai châu một lũa như này các bác nhé. Đấy. Bình thường thì có những lũa là em sẽ bóc các bác ạ, M1 này. Thì em sẽ chia sẻ các bác cái mã này, bình thường em bán 680 nhưng mà hôm nay nó là đầu xuân năm mới các bác ạ. Đấy, lũa rất là đẹp luôn cả nhà mình nhá. 8 1 2 này. 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 cây các bác ơi, 8 cây nhá cho cái mã M1 đai châu này. Em để các bác bằng 400.000 các bác nhá. 400.000 cho cái mã M1 đai châu ạ. Đó, bác nào sưu tầm thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em các bác nhé. Gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em là 0977842981 các bác ạ. Đây em còn lũa này nữa, em sẽ sale các bác này. M1 nhé, đai châu. Rồi, em giới thiệu các bác cái mã M2 ạ. M2 của em đây các bác ơi. M2 phải nói là một lũa châu rừng cũng khá là phê các bác. Nói chung là cái lũa này thì cũng kém trăm một tí các bác. Đây cái này là dùi vàng chích khô này. Dùi vàng chích khô như mọi khi em toàn bán là hơn 1 triệu các bác ơi. Lũa này của em thì 9 cây các bác ạ. 2, 4, 6, 8, đúng rồi, 9 cây các bác nhé. 9 cây trên một lũa thuần lâu năm. Em chia sẻ các bác lũa này bằng 550.000 các bác nhé. 550.000 cho cả mã M2 các bác ạ. M2 ạ. Đó, bác nào sưu tầm được cái chốt M2 giúp em bằng 550 các bác nhé. Đây rồi, em chia sẻ các bác một cái lũa tác phẩm này. Tác phẩm VIP này các bác chốt cho em VIP, VIP tác phẩm cái mã M3 nhé. Cái mã M3 VIP này. Đó, các bác ngắm này, trụ tròn nhá, lũa cực khỏe. Phải nói là siêu hoa các bác ạ, M3 nhé. Nốt lũa này xong anh treo lên hộ em cái. Cái mã M3 VIP em để các bác với giá bằng 1.860.000 các bác nhá. Bình thường lũa này em bán 3 triệu đấy. 3 triệu đấy. Hôm nay cũng là đầu xuân năm mới, gọi là chia sẻ sale lộc đầu xuân các bác ạ. Đấy. Bác về trấn vườn hoặc là làm quà biếu đầu xuân năm mới thì gọi là quá ok ạ. 9 cây các bác ạ. 2 4 6 8 đúng rồi, 9 cây cho cái lũa tác phẩm. Đấy. Trong năm em bán 3 triệu một lũa rồi, em để các bác bằng 1.860.000 những đơn đấy có đây cái lũa đấy cho đây. Đó, những lũa kia có đơn hết rồi. Rồi. Cái mã M2 à cái mã này là M3 các bác, M3 này. Đây em còn cái mã M4 này. M4 phải nói là cây cực đỉnh các bác. Đấy. Hôm nay chỉ còn vài lũa các bác nhá, vài lũa thôi, không còn nhiều đâu. Thực sự cái lô này của em 500 giò đai châu mà em sell hầu như là không còn nữa. Đấy, vài giò nữa thôi. Đấy. Cái mã này là M4 nhá, M4 các bác ạ. Dạ, cái mã M4 này, bác nào sưu tầm được này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây rất là to các bác. 6 cây rất là to, bình thường em bán lũa này 1.200.000 rồi. Hôm nay em để các bác bằng 850.000 các nhá. 850 cho cái mã M4 các bác ạ. M4 em để bằng 850 các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm được thì các bác chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Theo số là treo lên đi 0977842981 các bác nhá. Đấy, cả vườn em còn lũa này gọi là khủng trấn vườn, bác nào lấy trấn vườn thì chốt nha. Đấy, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái đơn đai châu lẻ các bác này.
Đây cái mã này các bác chốt cho em là E9 nhá. E9 của em này, một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Ở lũa em bóc đây các bác ạ. Bốn cây này, những cái lũa này là rất là nặng. 5 cây nhá. 5 cây, cây nhìn này nhỏ thôi em không tính, tính bằng 5 cây. 1 này. 2 này, cây này siêu to này. 3 này. 4 cây này, 5 cây các bác nhá, 5 cây cả mã E9. Thì bình thường 5 cây này các bác ghép là được một cái tác phẩm rồi. Cái này là hơi nó kiểu là trên lũa to ấy, thiếu nước ấy, tại vì em không có tưới được ấy. Nó hơi thiếu nước này, nó heo. Đấy, trâu này nó ở cái dạng là trâu đầm lầy các bác, ở dạng trâu đầm lầy, nói chung là đơn lẻ này em bóc 5 cây, em để các bác bằng 140k các bác nhá. E9 này em để cho 140 này. E9 nhá, cây siêu to để cho 140k các bác ạ. Rồi đến cả mã E11. E11 ở trên chậu như này các bác nhá. E11 này. Mời các bác ngắm này, cây này phải siêu đẹp. E11 em để các bác bằng 200k các bác ạ. Sẵn chậu này, cây này phải nói rất là đẹp, đang nụ các bác nhá. Kể cả gãy ngọn nó đang đi nụ các bác nhìn thấy chưa? Cây này mình đang gãy ngọn này, đang đẻ con các bác thấy chưa? Đang đẻ con nhá. Đó, đang đẻ con. Đấy. E11 em để các bác 200k các bác ạ. E11 200 nhá. Các bác dinh về này chỉ cần buộc tưới phân nữa là ok ạ. 200k cho cái mã E11 các bác nhé. E11 bác là sưu tầm để chốt và gọi cho em ạ. Và tiếp theo em có một cái đơn đai trâu ạ. Cái mã này màu cam này các bác này, E4 này, cam lửa đấy. Cam lửa nhá. Một cây các bác ơi, một cây em vừa bóc ở trên những cái chậu ấy. Một cây mít này. Hai cây các bác này, hai cây này. Đấy. Xém có một tí nắng thôi, hai cây này. Còn đơn này 3 cây các bác nhá, cam lửa này. 3 cây, bình thường cây cam lửa này các bác mua không dưới 180.000 một cây. Không dưới 180.000 đến 200.000 một cây. Tại vì cái màu cam lửa nó rất là đắt và màu cam lửa nó rất là đẹp. Dạ, cái mã E4 cam lửa 3 cây em để các bác bằng 200k các bác nhá. 200k cho cái cam lửa 3 cây. Rồi đến cái mã này là E2 các bác. E2 vẫn là cam lửa này. E2 vẫn là cam lửa các bác nhá. E2 của em là cam lửa như này. E2 cam lửa này, hai cây to lắm các bác, em để các bác bằng 250 nhá. 250 đây. Nó ở trên cái chậu như này em chưa có kịp bóc này các bác nhìn này. Về các bác có thể ghép lên lũa nghiêng như thế này cũng được nhá. Cam lửa này. Đấy, đôi này em để bằng 250 cho cái mã E2 nhá. E2 là một cặp em để bằng 250 các bác ạ. Cam lửa các bác nhá, 250 này. Đấy, tiếp đến của em một cây bò sữa đẹp các bác nhá, một cây bò sữa phải nói siêu đẹp như này. Một cây đốm bò sữa nhá. Cái đốm bò sữa này của em có mã là E1 các bác, E1 này. Ôi mít xếp ở siêu đẹp. E1 em để các bác bằng 180 các bác nhá, 180 nhá. Rồi, siêu đẹp chưa ạ? Này là nó cháy mất một tí các bác nhá. Đó, E1 bằng 180 các bác nhá. E1 bằng 180. Đây có mấy con thái các bác, có mấy con thái vàng ấy. Đây đây có con trâu vàng này. E3 vàng ấy. Bình thường đôi này các bác phải mua 380 450. Cái này nó bỏ lá chân ấy, bỏ lá chân. Em để các bác bằng 180k các bác nhá. 180 cho cái mã E3 trâu vàng nhá. Đó, E3 trâu vàng 180. Rồi tiếp đến cái mã này của em, một cây cam khủng này. Một cây cam khủng mà nó phân nhánh ngọn các bác ạ. Cây này nó phân nhánh ngọn, tức là nó xoáy, nó phân nhánh ngọn các bác nhé. Cây này bình thường các bác phải mua 580-600k. Rồi cây này em để các bác bằng 330 các. Ui, ghi nhầm 3 triệu 3. 330 cái mã E5 các bác. E5 nhá, cam lửa này. Cam lửa các bác nhé, đây mẹ nó vẫn nguyên như thế này. Đó, nó phân nhánh xoáy vòi các bác nhé. Đây là nó bị cháy mất một tí mép lá ngọn này. Cháy một xíu xíu các bác nhé. Không ảnh hưởng chất cây này, phải nói là chất thì quá là đẹp rồi các bác nhìn này. Chất quá là đẹp luôn nhá, lá xoáy nhá. Lá xoáy phân nhánh một ngọn trên thân. Đấy. Cây này em để các bác bằng 330 cái mã E5 ạ, E5 cam nhá, cam lửa đấy. E5 cam lửa này. Cái tiếp theo của em là cái mã E6, E6 của em vẫn là cây màu cam các nhá. Cây màu cam này, cây bên này nó bỏ lá chân. E6 là một cặp màu cam lửa như này. Cây E6 rất là đẹp. E6 em để các bác bằng 200k các nhá. E6 bằng 200k này, cam này. Đó, E6 bằng 200k các bác ạ. Đấy, tiếp em còn một cây vàng chanh này nữa các bác nhá. Tiếp còn một cây vàng chanh này. Còn đúng một cây vàng chanh này nữa các bác. Vàng chanh thì bình thường các bác biết rồi, mua một cây này nó tầm 580-600k, cây này lỗi lá. Vàng chanh em để các bác cây này bằng 180.000 nhá. 180.000 cho cây vàng chanh. Đây, vàng chanh 200 để các bác 180 này. Đó, vàng chanh nhá, cái mã này là E7 các bác. E7 ạ, vàng chanh để 180 nhá. Bác số tầm thì chốt và gọi cho em các bác ạ. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái mã này là E10 các bác. E10 là của em một lũa nhá. E10 của em nó một lũa như thế này các bác. Nếu mà bình thường người ghép treo lũa thì các bác sẵn chơi, phải nói cây rất là to. E10 em để các bác bằng 400k các bác. À 450 các bác nhá, xin lỗi này. E10 của em 4 cây là siêu đẹp, em để các bác bằng 450 ạ. Mời các bác ngắm này. Đó. E10 bằng 450 các bác nhá.
Một lũa siêu đẹp, cái này thì em gửi cả lũa các bác ạ. Cái này gửi cả lũa. Đó, E10 bằng 450 các bác nhé. Đó, các bác ngắm này, E10 siêu đẹp các bác ạ. Đấy, đó, sưu tầm người mã E10 chốt và gọi điện trực tiếp lên số điện thoại bên em các bác nhé. Đó là 0977842981 các bác ạ. Hôm nay thì nhà em cũng đang chuẩn bị đóng hàng để mai bên bưu cục họ nhận đơn để các bác nhé. Mai bên bưu cục họ nhận đơn rồi. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác một số đơn thân VIP. Dạ, tiếp đến thì em giới thiệu các bác một siêu phẩm quế. Đùa rồi, con cất đi. À, em giới thiệu các bác một cái siêu phẩm quế trắng tháng 8 Hòa Bình đơn thân các bác ạ. Mời các bác ngắm đây. Bản lá siêu to và dày các bác ơi. Bản lá siêu to và dày nhá. Này, phân nhánh ngọn đẻ con rất là nhiều các bác. Cây này phân nhánh ngọn đẻ con rất là nhiều. Đấy, cái siêu phẩm các bác chốt cho em là Q1 VIP ạ. Q1 quế Hòa Bình VIP nhá. Em để các bác bằng 2.300.000 quá nhá. Mà không, đầu xuân năm mới. Em chia sẻ các bác với giá bằng 2.200.000 các bác ạ. 2.200.000 quế Hòa Bình siêu VIP. Quế Hòa Bình siêu VIP các bác nhá, 2.200.000. Đấy, đây các bác nhìn này, mẹ để bồng hai con trên thân này, bồng hai con ở trước gốc này. Con này đang lá nhân nhé, đang lá nhân, bồng hai con. Q1 VIP em để các bác bằng 2.200.000 các bác nhé, 2.200.000, kính mời các bác đón xem. Đây, phần nhánh ngọn này, phần nhánh ngọn một con, hai con, này, ba con trên thân nữa các bác ạ, ba con trên thân nhé. 2.200.000 cho cái mã Q1 VIP, Quế Hòa Bình các bác nhé. Quế Hòa Bình VIP, đó. Hôm nay sưu tầm để chốt và gọi điện trực tiếp cho em ạ. Rồi, đến cái mã tiếp theo các bác. Đây vẫn là quế trắng Hòa Bình rồi này cả nhà mình. Quế trắng Hòa Bình, những cái bản VIP như thế này nói thật các bác luôn. Bình thường cái mã này thì em chia sẻ các bác. Dạ, Q2 các bác. Q2 em để các bác bằng 750.000 các bác nhé. Q2 bằng 750 nhé. Đấy, các bác nhìn những cái cần hoa nó ra và phải nói siêu là dài các bác. Q2 quế Hòa Bình nhé. Đấy, vào này bác tính là 1, 2, 3, 4, 5 ngọn. Em để các bác 750 cho cái mã Q2 nhá. Dạ, Q2 này, đến cái mã này thì cái mã này thì các bác chốt cho em là Q3. Q3 nó phân nhánh ngọn mà ngọn nó quá to các bác. Q3 em để các bác bằng 800.000 các bác nhá. Q3 bằng 800.000 các bác ạ. Này, cái lá mị của nó này rất là dày, nó phân nhánh quá nhiều trên thân luôn. Nó đứt mất đọt, nó phân nhánh ngọn quá nhiều. Đấy, một thân để búi các bác nhá, một thân để búi này. Q3 em để các bác bằng 800.000 các bác nhá. Để các bác ngắm này. Q3 em để các bác bằng 800.000 một mẹ này, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Bốn thân các bác, một mẹ bốn thân nhá. Đấy, thân bên này nữa năm. Q3 em để các bác bằng 800.000 các bác nhá. Q3 quế Hòa Bình em để các bác bằng 800.000. Rồi đến cái mã này là Q1 các bác. Cái mã này các bác chốt cho em là Q1 chậu này. Q1 chậu em cũng để các bác bằng 750 các bác nhá. 2, 4, 5 ngọn ạ. 5 ngọn quế đẹp như thế này mà em chia sẻ các bác có 750.000 thôi ạ. Đó, các bác sưu tầm thì chốt và gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em các bác nhé. Em gái sẽ ra lô từng chậu từng đơn ạ. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác một cái dề cáo đỏ. Một cái dề cáo đỏ phân nhánh nhé các bác. Để múi này, con này để múi này. Đấy, cái mã cáo đỏ này các bác chốt cho em là B8 các bác, B8 nhé. Thực sự những cái dề như thế này mọi ngày em bán 680-700. Ủa, hôm nay trên live bác là sưu tầm được, em chia sẻ các bác bằng 350 các bác nhé, 350. 350 cho cái mã B8 các bác ạ. Dạ, đây là cái mã B8 nhé, đỏ phân nhánh để búi đấy, 350. Tiếp đến em giới thiệu các bác một cái chậu lan cẩm báo. Một cái chậu cẩm báo có mã là B1 các bác, cẩm báo có mã là B1, nó rất là đẹp các bác. Chậu này thì nó cũng đang sưng mắt nụ rồi, tại vì toàn bộ là những chậu kia nó đang đi nụ rất là nhiều. Cái cẩm báo này đang sưng nụ các bác nhé. Và các bác sẽ chơi hoa vào tầm tháng 3 cho em, tháng 3, tháng 4. Cẩm báo cái mã B1 em để các bác bằng 250.000 các bác nhé. Dạ, B1 cẩm báo bằng 250 ạ. Đó, bác sẽ chơi tầm B1 cẩm báo chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Và tiếp đến thì em giới thiệu các bác những cái cặp su 4N các bác. Đây là hàng xếp rụt dịt bản to quá nhé. Riêng cái dòng này các bác càng nuôi thì bản nó càng to các bác. Hôm nay em mới xuất cái lô này đấy. Lô trước của em hơn 100 chậu em bán rồi. Đấy, cái lô này là bảo là để chính ra là bảo là để chờ hoa đấy. Chỉ còn 2 tháng nữa là nó sẽ cho hoa các bác. 2-3 tháng nữa, tầm tháng 4 là các bác có hoa ngắm rồi. Nên là đang bảo là chờ hoa để bán đây. Nhưng mà tôi có bảo là thôi, đầu xuân năm mới thì em cũng chia sẻ một ít thôi.
chia sẻ một ít nhé. Cái mã này chốt cho em là cái mã N4N, có mã N3 chậu 2 cây này. Em để các bác bằng 1.200.000 có nhá. N3 chậu 2 cây em để các bác bằng 1.200.000. VIP 4N nhá. Bản siêu to, riêng cái dòng này các bác nuôi càng to. Ở đây cái mã này của em là N1 các bác ạ. N1 thì là chậu đơn các bác. N1 nó là chậu đơn. Hàng đã lên chậu 3 năm rồi các bác. N1 này. Đó, N1 đơn nhá. Em để các bác bằng 680.000 các bác ạ. 680 cho cái mã N1 siêu VIP nhá. Riêng cái dòng này càng nuôi bản càng to các bác. N1 VIP bằng 680 các bác nhá. 680. Đấy, hôm qua em chuyển trong vườn về khách lấy 5 cây về ghép lũa rồi đấy. Đấy, tiếp theo cả cái mã N2 đơn. Dạ, cái mã N2 đơn VIP nhá, em cũng để các bác bằng 680 các bác nhá. N2 đơn VIP bằng 680 các bác ạ. Đã, tiếp theo của em là cái mã N4 các bác nhìn này. N4 phải nói là rồi ôi nó phê các bác ơi. Đấy. N4 VIP này. Các bác nhìn bản lá. Càng nuôi càng to mà càng to bản càng dày. Dòng này nó là xếp VIP rụt. À, cái mã N4 em để các bác bằng 1.250.000 các bác nhá. Bằng 1.250.000 cho cái mã N4 các bác ạ. N4 bằng 1.250.000 các bác nhá. Đấy, bác nào sưu tầm được thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em ạ. Đó là 0977842981 các bác nhá. Tiếp theo cái mã này là của em là cái mã N5 à, N8 các bác ơi. Mã này là N8. Mã N8 em để các bác bằng 1.350.000 các bác nhá. Dạ, N8 em để các bác bằng 1.350.000 các bác ạ. Đấy, con này thì nó xém mất một tí là chân không ảnh hưởng đâu, nhận đây là nó xém nắng thôi. Đây các bác ơi. N8 nhá, N8 em để các bác bằng 1.350.000 các bác ạ. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác nhá. Đấy, tiếp đến em giới thiệu các bác đó là một cái chậu chồn hồng các bác ơi, chồn hồng này. Đây là những cái chậu chồn hồng mà cái hoa của chồn hồng thì nó rất là đẹp các bác nhá, chồn hồng. Đó, bác nào sưu tầm thì cái mã chồn hồng này có mã là A15. Đó, A15 là một chậu chồn hồng nhá. Em để các bác bằng 350.000 các bác ạ. 350 cho cái chậu chồn hồng có mã là A15 nhá. Quá đẹp các bác ơi. A15 chồn hồng 350 này. Đó, tiếp đến của em là cái mã A16 các bác. A16 vẫn là chồn hồng này. Và cái chậu A16 em để các bác bằng 300.000 các bác nhá. 300.000 cho cái chậu chồn hồng này các bác ạ. Đây, cây có khả năng là nó cũng đang mở cái lá để đi nụ rồi đấy. Chồn này em lên chậu là 4 năm nay rồi các bác ơi. Chồn hồng A16 nhá, em để các bác bằng 300.000 các bác nhá. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái chậu chồn trắng này. Chồn trắng hôm nay còn một vài chậu thôi. Dạ, em chia sẻ các bác một chậu chồn trắng nhé cả nhà mình. Cái mã này chốt cho em là A12 chồn trắng. Bình thường chồn trắng thì các bác cứ phải mua theo con. Đấy. Đây nó cũng là đầu xuân năm mới, và em chia sẻ các bác cái chậu chồn trắng này với giá là bằng chồn trắng nhá. Cái mã này là A12 em để các bác bằng 350 các bác ạ. A12 bằng 350 nhé. Dạ, A12 bằng 350 này. À, tiếp đến của em là cái mã A11 vẫn là chồn trắng nhưng mà cây này rất là to. Dạ, A11 chồn trắng cây to thì em để các bác bằng 380.000 các bác nhé. 380 cho cái mã A11 chồn trắng nhá. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó, hôm nay toàn siêu phẩm VIP thôi. Đấy, tiếp theo giới thiệu các bác một chậu chồn hồng siêu to này. Đó, một chậu chồn hồng siêu to nhé cả nhà mình nhá. Ui, đang đi nụ rồi đấy các bác ạ. Khả năng nó đang đi nụ rồi. Hôm qua có những cây nhìn thôi. Mở cái lá rồi. Nó mới mở cái lá thôi bác, các bác ơi. Cái chậu này mới mở cái lá nhá. Dạ, cái mã này là A10 chồn hồng các bác ạ. A10 chồn hồng siêu to nhá. A10 chồn hồng siêu to em để các bác bằng 500.000 các bác nhá. Đó, 500.000 cho cái mã chồn hồng siêu to các bác này. Đấy. Chậu này cây quá là to và đẹp luôn các bác nhá. Đó. A10. Đó, A10 em để với giá là bằng 500.000 các bác nhá. A10 chồn hồng 500. Đó, bác nào sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu các bác những cái chậu cát này cả nhà mình. Đây là cái cát này. Đây là cát hoa trắng các bác nhé, hoa trắng này. Trắng này nó là trắng pha thơm. Đấy, nó là dòng đại một lá đang nụ nhá. Em để các bác chậu này bằng 320 các bác nhé. 320 này, một chậu cát vàng này. À, vàng lưỡi đỏ nhá cả nhà mình, vàng lưỡi đỏ mà tia ấy cả nhà mình ơi, vàng tia nhá, vàng chớp đấy. Này đang nụ đây nữa cả nhà mình này, đang nụ này. Ui giời ơi. Đấy, mỗi cái mèo này nó ra mấy nụ như các bác. Rồi, cái chậu vàng chớp này, vàng tia này em để các bác này vàng nhé. Nói chung là lưỡi đỏ mà cánh tia đấy, em để các bác chậu này cũng là bằng 300.000 quá nhá.
Rồi em sẽ sale các bác, đồng giá là bằng 300, toàn bộ là cắt pha thơm các bác này. Toàn bộ cắt pha pha thơm chậu này em cũng để bằng 300 này. Và đang có nụ nhá cả nhà mình nhá, đang có nụ luôn. Đây các bác ơi, chậu nào cũng có nụ như thế này nhá. Rồi 300k một chậu, em sẽ sơ lược nhanh như vậy ạ. Để em qua mã các bác nhá. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác những cái chậu quế Hòa Bình nguyên bản như thế này các bác. Tại vì nó ở những cái lũa nguyên bản đấy. Đấy, cắt cục lên chậu này vận chuyển cho nó dễ các bác, nhìn bản nó to này. Bản to chốt cho em cái mã này là H12 ạ. Đó, H12 em để các bác bằng 300k các bác nhé. H12 quế Hòa Bình em để các bác bằng 300k các bác nhé. Các bác ngắm rất là đẹp luôn. H12 ạ. Rồi cái mã này của em là H9 nhá. H9 em để các bác bằng 250 các bác nhé. H9 bằng 250k các bác ạ. Cái này cổ rụt này. Các bác nhìn những cái cổ lá của nó, phải nói là cái hàng Hòa Bình cổ rụt này nó siêu đẹp các bác ạ. Đó. H9 bằng 250 ạ. Và em chia sẻ cả mã H6 này. Càng nuôi càng dày, mà càng dày càng đẹp các bác nhé. H6 em để các bác bằng 300k các bác nhé. H6 bằng 300k. Hôm nay chỉ còn có vài chậu thôi các bác. H6 bằng 300 nhé. Rồi tiếp đến của em là cái mã H12 quế. H12 quế nhé. Cái này nó đặt một chậu 2 cây về các bác có thể tách ra. Đấy, H12 chậu 2 cây em sẽ để các bác giá sale hợp lý này. Này các bác nhìn cổ này, cổ lá rất là đẹp nhé. H12 em để các bác bằng 480 các bác nhé. Một chậu 2 cây. Đấy, bác nào lấy chậu 2 cây thì em để giá bằng 480 các bác, về các bác tách chậu ra cho em với nha. H12 bằng 480. Đấy, còn có mấy? H11 các bác ơi, H11 nhá. Cây này thì cũng khá là đẹp các bác. H11 em để các bác bằng 300k các bác nhé. H11 bằng 300. Đó, bác nào lấy bạn mã H11 bằng 300 thì chốt cho em nha. Dạ đây ạ, hôm nay em giới thiệu các bác những cái chậu lộc bắc phải nói là siêu đẹp như thế này các bác ơi. Đấy, hoa gọi là siêu hoa. Đây là nó còn đang sưng nụ tiếp đây cả nhà mình. Đấy, nụ này đang bắt đầu nhô nụ đây rất là nhiều nhá. Đây các bác nhìn thấy những mắt nụ từ dưới này mà lên. Đấy, chia sẻ một cái chậu kiều lộc bắc nha. Cái mã này là K3 các bác ạ. K3 em để các bác bằng 480k các bác nhá. K3 bằng 480 các bác. K3 này. À không, cái K3 nên tính sale các bác bằng 450 đi. Đầu xuân năm mới, hôm Tết là em bán 500k một chậu đấy. 500 đến 550. Đấy, K3 bằng 450 nhá. Rồi cái mã này là K2. K2 lộc bắc này. Đó, K2 lộc bắc các bác nhá. Ôi thân to béo phình luôn các bác. Thân to béo phình này. Đang sưng mắt nụ rất là nhiều nhá. Chưa kể là những cái thân nó đi nụ mà nó còn sưng mắt nụ rất là nhiều luôn. Đó, còn sưng mắt nụ rất là nhiều. Dạ cái mã K2 này em cũng để các bác bằng 480 các bác nhá. K2 lộc bắc bằng 480 này. Rồi đến cái mã K1 này. Ôi K1 này. K1 cũng siêu là đẹp chưa ạ? Dạ K1 em để các bác bằng 450 các bác nhá. K1 450 này. Rồi các bác ơi, nguyên hoa là hoa luôn nhá. K1 bằng 450 các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt và gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em các bác nhá. Cứ gọi trực tiếp vào số là 0977842981 các bác ạ. Rồi hôm nay còn mấy cây 4N su nữa các bác này. Cái mã này A1 này. A1 su 4N các bác nhá. Đây là cái cổ lá này nó nhau thôi chứ kiểu là cũng không phải là nó lỗi lá các bác nhá. Phải nói su rụt. A1 em để các bác bằng 270 các bác nhá. A1 bằng 270 này. Bác sưu tầm A1 chốt A2 này, A2 rụt rịt này. Đó, A2 rụt rịt em để các bác bằng 300k các bác nhá. A2 xếp rụt rịt bằng 300 ạ. Đó, tiếp đến cái mã A5 nhá. A5 siêu rụt em cũng để các bác bằng 280k các bác nhá. A5 bằng 280k 4N nhá. Bác sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác ạ. Cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên cái chia sẻ Zalo từng chậu nhá. Rồi tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cái chậu cửu bảo tiên. Ở riêng cái cửu bảo tiên này các bác biết rồi, một trong những cái top hoa lan gọi là cực kỳ là đẹp. Đấy, cửu thì các bác phải mua tầm thân, mà một thân của nó rơi tầm dao động từ 580 đến 600k nhá. Rồi cái chậu này của em là có 3 cây, một chậu cửu bảo tiên VIP. Đó, mẹ bồng con, chậu này em chia sẻ các bác bằng 650k các bác nhá. 650 cho cái chậu cửu bảo tiên này. Đấy. Bác nào lấy cửu bảo tiên thì chốt và gọi cho em các bác nhé. Dạ đây em có một chậu quế tím duy nhất các bác ạ. Có đúng một chậu quế tím thôi ạ. Đấy, thì em sẽ không chia sẻ mã. Mà bác nào mà có sưu tầm thì chốt và gọi cho em nhé. Quế tím mã này em để các bác bằng 350 các bác nhé. Và có đúng một chậu duy nhất thôi ạ. Đó, 350k các bác nhé. Cho chậu quế tím này. Đây hàng thuần phải nói là quá lâu năm rồi. Đó, bác sưu tầm thì chốt và gọi cho em nhé. Chuẩn bị tháng 4 các bác có hoa ngắm rồi đấy ạ. Dạ, quế tím em để các bác bằng 350 các bác nhé. 350 cho chậu quế tím ạ. À, tiếp theo thì em chia sẻ những các bác những cái chậu sơn thủy tiên cả nhà mình. Đây là cái dòng sơn thủy tiên mắt đỏ các bác nhé. Sơn thủy tiên mắt đỏ, cái mã S2 mắt đỏ nhé cả mình ơi. Đang đi nụ tất đây các bác này, đang đi nụ này. Ở bình thường các bác cũng biết rồi,
cái dòng mắt đỏ này nó đẻ, gọi là dòng siêu đẻ các bác. Và bình thường có những chậu sơn thủy tiên thì các bác cũng biết là hoa nó siêu sai các bác. Đây cái mã S2 em để các bác bằng 350 các bác nhá. 350 cho cái chậu sơn thủy tiên nhá. Đây cái mã này là S1 này. Các bác nhìn thấy chưa? Vòi hoa đang bắt đầu đi như trấu này. Dạ S2 à, S1 em cũng để bằng 350 các bác ạ. Nói chung là bây giờ nó đang nụ các bác nhá. Nói chung là bác nào lấy thích lấy nụ dài thì em sẽ quay nụ dài, và thích nụ ngắn thì em sẽ quay nụ ngắn ạ. Chúng là sơn thủy tiên là nó là dòng hoa vàng sắc xuân và mắt đỏ các bác nhá, mắt đỏ. Dạ chia sẻ các bác thêm một chậu sơn thủy tiên nữa này, S3 này cũng bằng 350 các bác nhé. Toàn bộ là hàng đang có nụ nhé, toàn bộ là hàng đang có nụ luôn các bác ạ. Đó, 350k cho một chậu nha. Hàng thuần phải nói là quá lâu năm rồi, 350 ạ. Ở đây hôm nay còn mấy mã nhận tháng 8 và đầu xuân năm mới, gọi là em gái sale xin lộc này. Riêng mua hàng nhà em thì bảo hành tuyệt đối các bác luôn, là cây đẹp, chuẩn giống các bác nhé. Đây nhận tháng 8 cái mã này chốt cho em là cái mã G1 các bác, G1 này. G1 thì bình thường chậu này em cũng bán G1 nhá. Bình thường những cái chậu như thế này em gái thường thường bán cho các bác là bằng 850 đấy. Cây này thì nó gãy ngọn các bác. Cây này gãy ngọn này, cây này gãy ngọn. Đấy, em chia sẻ các bác cái chậu G1 này nhá, nhạn tháng 8 này các bác ơi. G1 nhạn tháng 8, bình thường đơn này 680, hôm nay sale các bác này. 350 các bác nhá, 350 cho cái mã G1 nhá. G1 nhạn tháng 8 này. 350. Rồi tiếp đến cái mã G2 các bác, G2 này, G2 thì cây to cây nhỏ. Có 3 cây thôi các bác, G2 có 3 cây thôi. Em để các bác chậu này nhá. Vừa bán vừa tặng lộc đầu xuân năm mới, em để các bác bằng 300k các bác ạ. Thì các bác chỉ cần buộc thêm phân là mình có chậu lan đẹp rồi các bác nhá. Buộc thêm phân là mình có chậu lan đẹp để ngắm rồi ạ. Dạ, tiếp đến cái mã G2 này em để bằng 300k các bác nhá. G2 bằng 300k rồi, cái mã G3 của em ạ. Cái mã G3 của em thì bình thường em bán 850, em để hôm nay để các bác bằng G3 bằng 480 các bác nhá. G3 bằng 480 nhận tháng 8 các bác ạ. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một lũa lan cẩm báo tác phẩm các bác. Đây là một lũa cẩm báo VIP mà các bác có thể đặt trên chậu, mình lên đôn, đặt trên đôn thì nó quá là xinh các bác. Một tác phẩm cẩm báo VIP em chia sẻ các bác bằng 1.250.000 các bác nhá. 1.250.000 cho cái mã cẩm báo siêu VIP ạ. Cẩm báo siêu VIP em chia sẻ bằng 1.250.000 các bác nhá. Đó, bình thường cái lũa tác phẩm này các bác phải mua cho em dao động từ 1.8 đến 2.000.000 ạ. 1.250.000 các bác chốt là cẩm báo VIP 1.250.000 nhá. Đấy, tiếp đến thì em chia sẻ các bác cái chậu cáo. Các bác này có mã là B1 nhá. B1 cáo trắng, B1 cáo trắng. Mà nó là dòng trắng phân nhánh đấy các bác, con nào cũng ra hoa rồi nhá. Có một con phân nhánh, một con không đấy. Một con phân nhánh, một con không. Con bên này không phải phân nhánh này, nhưng con đây nó là con phân nhánh này. Nó bị sát lá từ trên rừng ấy. Các bác nhìn cái cây cặp lá đẹp như thế này là các bác biết rất là đẹp rồi. Cái đơn cáo trắng này có mã B1 em để các bác 160 đấy ạ. Chia sẻ các bác có con giống để chơi nhá, 160 nhá. 160 cái mã B2 đỏ này. Đây là B2 chậu cáo đỏ nhá. Cây nào cũng ra hoa rồi các bác, chứ không phải là cây nào chưa có hoa đâu này. Này, B2 cáo đỏ em để các bác bằng 150 có nhá. B2 cáo đỏ này, 150 này. Bắt đầu lấy B2 cáo đỏ đi chốt và gọi cho em các bác ạ. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái mã B3 nhá. Cái mã này là B3, nó là cáo trắng. Phải nói là siêu đẹp các bác ơi, chậu này của em thì có 5 cây này. Này, cáo trắng cho cái chậu 5 cây này nhá. Bình thường các bác mua cây, mua theo cây, một cây dao động từ 500. Cái chậu cáo trắng này có mã là B3. Dạ B3 này em để các bác với giá bằng 550k quá nhé. B3 cáo trắng bằng 550 các bác ạ. Đó là sưu tầm cáo trắng thì chốt và gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em chia sẻ Zalo từng chậu các bác ạ. Đấy, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác một số lũa đơn thân nữa. Đây, một mã cẩm báo tiếp theo cả nhà mình. Cẩm báo này của em nó cũng là hàng đang nụ nhé. Hàng đang nụ như thế này các bác. Đây, hàng đang đi nụ như thế này, cây nào cũng có nụ như thế này các bác ạ. Đấy, cái mã này các bác chốt cho em là B bao nhiêu nhỉ? Cẩm báo các bác chốt cho em là cái B20 các bác ạ. B20 cẩm báo đang nụ này. Đấy, nó vừa ở trên những cái lũa như thế này và vừa ở trên chậu thì các bác có thể đặt đôn nhá. Hàng thuần nó lâu năm như thế này các bác này, cây nào cũng đang đi nụ rồi này. Đấy, đang đi nụ rồi nhá. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đang đi nụ này. Đấy, cái mã B20 này em để các bác bằng 550 các bác ạ. Đó, 550 cho cái mã B20 cẩm báo các bác nhá. Cẩm báo rất là đẹp các bác ạ. Đây, tiếp theo là cái mã B25 của em nhé. Đấy, cái mã này
À mã này chốt cho em là B bao nhiêu nhỉ? Cẩm báo. À, B21 thì các bác chốt cho em là B21 cẩm báo VIP này. Đấy. B21 cẩm báo siêu VIP nhé các bác. Đấy, ở trên lũa và cũng ở trên một cái chậu nó có kèm cả tổ quạ các bác này, nhìn bộ rễ các bác nhìn này. Đấy. Bộ rễ các bác nhìn phê luôn, đây đang đi nụ tất đây ạ. Nụ này. Đấy, nói chung là đang nụ rất là nhiều các nhá. B21 VIP, em để các bác B21 VIP cũng bằng 1,2 triệu các bác nhá. À, về các bác có thể đặt lên đôn ấy, đặt lên đôn tại vì nó sẵn chậu và lũa nghiến rồi. À, đây là cái lũa nghiến này. À, về các bác đặt chậu và lũa lên đôn giúp em nhá. Siêu đẹp, em cũng để các bác bằng 1,2 triệu các bác ạ. 1,2 triệu các bác nhá, B21 ạ. À, tiếp theo giới thiệu các bác một cái dề tam bảo như này. Một cái dề tam bảo VIP, VIP khủng. Đấy. Bình thường những cái dề này em gái trong năm toàn chia sẻ 2,6 triệu, 2,5 triệu. Ở đây cũng là đầu xuân năm mới nhá. Em gái chia sẻ các bác cái dề tác phẩm này, VIP này đang đi nụ này. Đang nụ nhá cả nhà mình nhá, đang đi nụ nhá, tam bảo nhá. Hoa của nó là cánh màu hồng và nhụy màu vàng và nói là siêu đẹp các bác ạ. Tam bảo chốt cho em là T1 VIP này. Đó, T1 VIP em để các bác bằng 1,860 triệu nhá. 1,860 triệu các bác ạ. Đang nụ. Các bác ơi nhìn này. Đó, đang đi nụ nhá cả nhà mình, 1,860 triệu nhá. Cho cái mã T1 các bác ạ. Đó, T2 này, T2 khủng này cả nhà mình ơi, T2 cũng là hàng khủng VIP nha. Ôi nhiều tác phẩm đẹp lắm, các bác nào sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác nhá. Chốt và gọi điện trực tiếp, em cũng để các bác bằng 2 triệu quá nhá cho cái mã T2 ạ. Đó, T2 với giá là bằng 2 triệu các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác ạ. Đấy, bác sưu tầm thì chốt và gọi điện trực tiếp cho em nhá. Đây chia sẻ các bác một cái chậu kiều hồng này. Đấy, xin giới thiệu các bác một cái chậu kiều mỡ gà cả nhà mình ơi, giới thiệu các bác một chậu kiều mỡ gà. À, bác sưu tầm được cái chậu kiều mỡ gà này, em gái sale bằng 400k một chậu các nhá. 400k cho một chậu kiều mỡ gà. Ủa, em quên chưa giới thiệu các bác một tác phẩm kiều tím Yên Bái. Đây các bác ơi, đây là tác phẩm kiều tím Yên Bái nhà em này. Ủa, em quên mất chưa có kịp lên. Đây một cái siêu phẩm kiều tím Yên Bái khủng nhá. Bình thường các bác cứ đếm theo thân mà tính tiền, đếm theo thân là tính tiền. À, chốt cho em kiều tím Yên Bái có mã là K1 tím Yên Bái nhá. K1 tím Yên Bái giờ này em để các bác bằng 1,800k các bác ạ. K1 tím Yên Bái bằng 1,800k các bác nhé. Các bác là sưu tầm thì chốt vào cho gọi cho em các bác ạ. Đây đến cả mã K2 này. K2 tím Yên Bái các bác cứ chốt là K2 tím Yên Bái nhé. Thân này đẹp siêu siêu luôn. K2 tím Yên Bái chỗ này em để các bác á. Chỗ này bằng 1 triệu các bác ạ. 1 triệu nhé. K2 tím Yên Bái này. Đó, bác là sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác ạ. Gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em gái chia sẻ Zalo từng chậu từng đơn các bác nhé. Đây tiếp theo của em một chậu gà đang nụ này. Một chậu gà đang nụ dinh về là sẵn chơi các bác ạ. Đó chậu gà nụ này, bác sưu tầm được em gái chia sẻ bằng 280k các nhé. 280 cho cái chậu gà nụ ạ. Đó bác sưu tầm gà nụ chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó tiếp đến là của em một chậu hải yến các bác ơi. Đấy. Trước màn hình của em là một chậu hải yến thì nó rất là đẹp. Bác sưu tầm hải yến thì chốt em gái chia sẻ với giá bằng 300k một chậu các bác nhé. Hải yến này. Siêu đẹp này. Đó tiếp theo là của em một chậu cát khủng. Một chậu cát khủng nhá cả nhà mình, đây là cái dòng vua cương sơn chậu khủng. Và chia sẻ cho các bác nào sưu tầm là cái tác phẩm mọi người trấn vườn này. Một chậu vua cương sơn nó là dòng cát va cổ khủng. Em để các bác với giá bằng 1,2 triệu các bác nhé. 1,2 triệu cho cái tác phẩm này. Vua cương sơn nhá, khủng. Đấy, bác sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác nhé. Đấy, tiếp theo giới thiệu các bác một cái lũa lan đuôi sóc mà chưa có kịp hạ xuống. Chưa có kịp hạ các bác ạ. Đấy, rất là đẹp, những con sóc này nói là thuần quá lâu năm rồi. Bác sưu tầm được những tác phẩm đuôi sóc này em để các bác nhé. Này là, trước màn hình của em là một cái giò sóc trắng to. Em có những giò sóc đỏ rất là to nữa các bác. Sóc trắng to em để các bác bằng 650 này, đầu xuân năm mới này. Cho các bác bằng 650k các bác nhé. Đây, trước màn hình của em là một cái giò kiều tím Bắc các bác. Đây, màn hình của em là một cái giò kiều tím Bắc VIP. Đấy, bác sưu tầm được này, hàng khủng nhá. Hàng khủng cho một cái giò kiều tím. Một cái giò kiều tím Na Hang ấy, cả nhà mình ơi, một giò kiều tím Na Hang Tuyên Quang phải nói hàng khủng. Đó, em chia sẻ các bác cái giò khủng này với giá bằng 1,500k các bác ạ. 1,500k nhá. Bác sưu tầm tác phẩm này chốt này mấy chục thân tơ luôn các bác ơi. Đó, một tác phẩm kiều tím mấy chục thân tơ luôn nhá. Em để các bác bằng 1,500k. Kiều tím Na Hang Tuyên Quang nhá, đang sưng mắt nụ các bác ạ. Chuẩn bị mùa hoa rực rỡ luôn các bác nhá. Chuẩn bị mùa hoa rực rỡ luôn. Đó, em để các bác bằng 1,5 triệu ạ. Bác sưu tầm này chốt và gọi cho em các nhá. 1,500k. Đây là tác phẩm, nói chung là các bác muốn sưu tầm những cái tác phẩm đẹp các bác lên đơn gọi điện trực tiếp số điện thoại bên gái chia sẻ Zalo nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ ạ.
Bác muốn sưu tầm những lan đẹp thì alo trực tiếp đến số điện thoại nha.